tư Liên Thọ và Thống Nhất của quận Gò Vấp. Ở đây là phường 16. Thì chúng ta sẽ thưởng thức món hủ tiếu, bánh canh, nuôi hành thánh, giò và xương ngon nhất Gò Vấp. Quán Tàu Hiệp. Bánh canh nuôi hành thánh nổi tiếng Tàu Hiền tại ngã tư Đèn Đỏ thế này. Rất là gọn gàng và sạch sẽ. Đây là cái nồi tụng bún mì đây và rau tụng.
và đây là nồi nước lèo của chị chủ quán, được nấu bằng xương thịt, gia vị riêng rất là ngon, nên là thực khách ghé quán rất là đông. Nuôi giò thì bao nhiêu tô chị? 25.000. Rồi có bị xương. Mì thì bao nhiêu tô chị ạ? Dạ, đồng giá gì cũng 25.000 hết. Dạ, nếu mà tô đặc biệt thì nó gồm cái gì chị? Thập cẩm mà có xương là 35.000. À, 35 với lại 25 thôi. Dạ. À, đặc biệt luôn là đầy đủ hết. Dạ, quán mình bán từ mấy giờ chị ạ? Dạ, 4:30 cho tới 2 giờ sáng. 4:30 chiều tới 2 giờ sáng. Dạ. Là buổi sáng không bán hả chị? Dạ, không. Dạ. Quán mình là mở được bao nhiêu năm rồi chị hả? Dạ, khoảng 18-20 năm gì. Là 18 năm rồi. Dạ. Tại quán này chỉ có giá là tô bình thường là 25.000 và tô đặc biệt có thêm xương giò thì là 35.000 nha các bạn. Chờ phía trước mua mang về.
rất là đều các bạn.
đặc biệt quán hủ tiếu ngon nhất chợ Lý Thọ Gò Vấp, quán Tàu Hiền, để đi thưởng thức món ăn khác.